về cuộc đời. Có những mất mát đau thương đã qua lâu rồi, giờ con bận tâm chi để gieo muộn phiền vào trong tim. Xóa hết ký ức, quên đi hận thù, kẻ thù trong ta là vực sâu tối tăm. Có chút ánh sáng yêu thương ở nơi cuối đường, sẽ mở rộng một trời yên vui, xua tan mau những ác mây đen phiêu du giữa dòng đời. Đã mỏi mệt nhưng đắng cay khi ở bên làm ta đổi thay, u bê lạc lối. Quay về đi và thứ tha, quên ngày hôm qua chìm sâu trong bóng đêm khi bình minh đến. Xóa hết ký ức, quên đi hận thù, kẻ thù trong ta là vực sâu tối tăm. Có chút ánh sáng yêu thương rộng một trời yên vui, xua tan mau những áng mây đen phiêu du giữa dòng đời. Cô về đi. Người ta trả anh bao nhiêu để hại tôi? Tôi trả anh gấp đôi. Cô điên vừa thôi. Tôi nói là cô về đi. Gấp ba. Tôi sẽ trả anh gấp ba. Cô điên vừa thôi. Tôi không muốn nói chuyện với cô nữa. Cô về đi. Giờ anh ra giá đi. Giá nào tôi cũng sẽ trả. Có thật là giá nào cũng phải trả không? Anh muốn cái gì? Anh muốn em. Tôi là anh đó nghe chưa? Mẹ mày, tao cho mày chết. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Mạnh nó chết rồi. Sao lại như vậy? Sao lại nhìn em? Em không biết thì sao? Anh đang nói cái gì vậy? Tại sao em phải biết chuyện này? Tối đó Khanh đã đến nhà tìm Mạnh. Những nhà xung quanh đã nghe hai người lớn tiếng cãi nhau. Rồi khoảng một tiếng sau đó, người hàng xóm đã chứng kiến thấy Khanh chạy ra từ nhà của Mạnh. Trên tay Khanh đầy máu. Cho nên người hàng xóm này tò mò nhìn vào nhà Mạnh thì phát hiện ra đó là thi thể của Mạnh. Qua xét nghiệm thì đúng là dấu vân tay của Khanh trên con dao hung khí, cho nên công an đã phát lệnh truy nã. Không thể nào, Khanh không thể nào là kẻ giết người. Em gái tôi không bao giờ giết người. Anh bình tĩnh đi, bây giờ phải gặp được Khanh mới biết sự việc xảy ra như thế nào. Có phải là em gái tôi đi gặp thằng Mạnh là chị của tôi đúng không? Có lẽ là như vậy. Buổi sáng hôm đó Khanh gặp được Mạnh ở cơ quan điều tra, và Khanh rất nóng giận khi biết được hắn ta được thả ra. Tất cả là tại tôi. Tại tôi mà em gái tôi bị liên lụy rồi. Anh bình tĩnh đi. Hiện tại bây giờ thì những khâu tố tụng liên quan đến Khanh gần xong rồi. Quan trọng là phải tìm Khanh cho ra. Con nói sao? Khanh nó gọi điện thoại cho con hả? Đâu có khỏe không con? Bác ơi, bác nói nhỏ nhỏ thôi. Ở dưới nhà có công an đó. Khanh nó đang ở đâu? Có sao không? Dạ, Khanh đang trốn ở Vũng Tàu. Con nghe giọng của Khanh á thì chắc là không sao. Nhưng mà Khanh còn nhờ con nói với bác là chuẩn bị một số tiền để cho Khanh bỏ trốn. Cái gì? Bỏ trốn à? Dạ phải. Bác mau chuẩn bị tiền đưa cho con để con mang xuống cho Khanh đi. Khanh phải bỏ trốn trước khi công an bắt Khanh. Với lại bạn bè con sẽ giúp Khanh trốn qua Campuchia. Dạ thưa bác, Khanh không được bỏ trốn. Mày im đi. Mày biết cái gì mà xí vô đây đồ con hoang. Kỳ lắm. Hân là đúng đó, Khanh không được bỏ trốn. Con trả lời ba đi. Khanh, ba biết là con đang nghe lời ba nói. Con lên tiếng đi. Ba. Kìa, con nói đi. Con đang ở đâu vậy? Con xin lỗi ba. Khanh à, con hãy bình tĩnh đi. Con nghe ba nói nè. Đừng trốn nữa con. Con đi gặp Kiệt đi. Kiệt có thể giúp cho con. Ba má và cả nhà luôn tin là con vô tội và luôn thương yêu con mà. Con yên tâm, mọi người sẽ giúp con. Đừng trốn nữa mà con. Cho em nói chuyện với con một chút. Đây. Khanh à, mẹ đây. Mẹ. Đừng trốn nữa. Mẹ không muốn mất con đâu. Con hứa với mẹ là đừng trốn đâu nghe con. Con hứa với mẹ. Con hứa với mẹ. Thank you.
Mẹ, con siêu lòng rồi sao? Tụi con đã từng là bạn rất thân với nhau, thân như chị em trong một nhà vậy. Có người thì ganh đua với con, nhưng mà Khanh thì không. Thật đáng thất vọng. Con đã quên là những kẻ đó đã gây ra chuyện gì rồi sao? Con nghĩ lại đi. Trời, có sao đâu. Cái đường này mấy đứa bạn trong trường mình đi quá trời luôn á. Với lại cái đường này tiết kiệm được 15 phút luôn. Nhưng mà thôi, chạy như bình thường á, chạy hơn 15 phút mà an toàn hơn, đúng không? Chán chị ba em quá nhóc Minh. Tưởng sợ cái gì, phải sợ cái đường vắng. Nhưng mà đường vắng đi hả? Ghê thiệt chứ bộ. Chán hai chị em luôn á. Đứng lại, đứng im. Cô Giang, tiền đây, xuống xe coi. Đè lên. Từ từ. Má, đừng có chỉ dao vô. Từ từ, để người ta đưa tiền cho. Đè lên mày. Từ từ. Nhanh lên. Đây nè. Đây. Cướp. Bắt người ta ăn cướp. Đưa tiền lẹ lên. Lẹ. Sao vậy? Trả lại công an kìa. Đứng lại. Giữ xe giùm chị. Nhanh lên. Có sao vậy Minh? Tay em có đau không? Chân em có làm sao không? Dạ không. Hai con có biết bạn đó không? Dạ con không biết. Ba mẹ tụi con đâu rồi? Dạ mẹ con tới rồi kìa. Các con. Dạ mẹ. Các con có sao không? Còn một đứa nữa tên là Thiên Lam. Hai đứa có sao không? Các bác sĩ nói cháu bé không có sao. Không sợ, không có gì phải sợ nữa hết nghe con. Làm đâu con? Y tá ra kìa. Ba mẹ. Con có sao không? Dạ con không sao hết. Vậy được rồi. Cô à, bé có sao không cô? Xin anh chị cứ yên tâm, cháu bị chảy xước ngoài da thôi. Dạ, cảm ơn cô. Cô ơi cô, còn một người bạn của con nữa, bạn nó có sao không cô? Còn một đứa nữa hả? Cháu có sao không cô? Cháu bị gãy tay, chúng tôi sẽ phải phẫu thuật để bắt ốc. Hiện tại chúng tôi vẫn chưa liên lạc được với người nhà, mà cháu nhất định không chịu nói địa chỉ, mà cứ đòi về, vì sợ mẹ biết sẽ lo lắng. Con có biết nhà bạn ở đâu không? Dạ không. Tụi con không biết gì bạn đó hết. Bạn nó thấy tụi con bị cướp, cho nên vô cứu tụi con thôi à bác. À cô ơi, cho tôi vô thăm cháu được không? Dạ được. Dạ. Con đứng ở đây nha. Dạ. Dạ cháu đây ạ. Hân. Con. Con có đau lắm không? Cái gì? Con nằm nghỉ đi nghe, chúng ba quay lại. Nè, em à, em, hãy nghe nói cái đã. Buông tôi ra. Anh Giang, có còn với người đàn bà khác, tôi không bao giờ tha thứ cho anh đâu. Em hãy nghe nói trước cái đã. Tôi không cần nghe nói nữa. Vì con. Ba. Nè, con. Em à, có gì về nhà nói đi em. Chị bình tĩnh đi mà, có gì mình từ từ tìm cách giải quyết. Em. Ba, sao vậy mẹ? Em, bình tĩnh đi. Anh mà không buông tay, tôi sẽ kể hết chuyện xấu của anh ra trước mặt tụi nhỏ đó. Đi. Ba, ba. Anh cầm giùm em, em sẽ chạy theo chị ấy, các anh yên tâm. Anh Trường, có chuyện gì vậy anh? Đứa bé trong đó chính là con Hân anh à? Hả? Mình đi đâu vậy mẹ? Mẹ, mẹ. Ê, đi nha. Con à, đi nha. Con có sao không? Đi theo mẹ. Mẹ ơi, mình đang đi đâu vậy mẹ? Tại sao mình phải đi? Mẹ. Mẹ. Mẹ sao vậy mẹ?
sao mình lại phải đi? Mẹ. Chị Ngân. Chị sao vậy chị? Chị Ngân, chị sao vậy? Cô Thanh. Chị à, bình tĩnh đi chị. Tôi hy vọng vợ tôi với em gái của anh có thể khuyên được chị Ngân lôi vợ chồng anh vào chuyện này. Thật lòng tôi thấy phiền anh quá. Trời, bạn bè với nhau mà, anh không cần để ý mấy chuyện đó đâu. Chuyện bây giờ anh nên nghĩ là làm sao giải quyết mọi chuyện cho vẹn toàn cả hai bên kìa. À, tôi có ý kiến này, anh nghe thử xem có được không. Anh nói đi. Bây giờ anh đưa cháu Hân đi du học và lo cho chị Hồng đi theo dạng giám hộ. Chuyện chị Hồng và cháu Hân đi xa sẽ giúp anh dễ thuyết phục chị Ngân hơn, mà chuyện du học sẽ tốt hơn cho tương lai của cháu Hân, nên chắc là chị Hồng cũng sẽ đồng ý. Như vậy sẽ vẹn toàn cả đôi bên. Dạ thưa anh, con vụ đến tìm. Nói là tôi không có ở nhà. Dạ, em có nói với ảnh rồi, nhưng mà ảnh cứ đứng ở ngoài hoài không chịu về. Thôi anh à, bây giờ anh em mình gặp ảnh một chút đi, cũng đâu tránh mặt ngoài được. Anh đợi một chút. Alo, công an phường phải không? Tôi đang cần sự giúp đỡ. Có người đàn ông lạ mặt đang làm dạng trước nhà tôi, đáng nghi ngờ lắm. Và nhờ mấy anh xuống giúp dùng. Dạ, số 12 Trần Hưng Đạo. Dạ dạ. Dạ, cảm ơn anh. Anh à, anh làm như vậy có hơi quá không? Anh Phong à, khi chúng ta cho anh ta nghỉ, mình đã trả tiền đầy đủ sòng phẳng rồi, đâu còn nợ nần gì anh ta. Chúng ta đâu phải ngân hàng, hễ ta cần tiền thì đến rút như vậy. Thôi được rồi, cứ làm theo ý anh đi. Chị Hai. Không cần phải nói gì nữa đâu, tôi đã quyết định rồi, tôi sẽ ly dị với anh Hai của cô. Tôi Ngân đây, đặt cho tôi 2 vé đi Đà Lạt chiều nay, mang tới nhà cho tôi nha. Chị à, chị bỏ đi như vậy thì đâu giải quyết được chuyện gì. Con người của tôi rộng lượng lắm, nếu như tôi ở đây mà khiến cho anh cô không đến được với người đàn bà kia thì tôi sẽ đi, để hai người có thể tự do mà đến với nhau chứ. Chị Hai à, chị nghe em nói nè, trước khi hai người cưới nhau á thì anh Hai đã quen biết với chị Hồng rồi, mà họ đã từng yêu nhau say đắm, nhưng mà ba má không có đồng ý, rồi ba má mới tìm cách á là chia rẽ họ. Chị không để ý thấy bé Hân lớn tuổi bé Lam hay sao? Vậy thì sao? Anh Hai của cô á đã cưới tôi thì anh ấy chỉ có một người vợ duy nhất là tôi thôi, vậy mà họ lén lút quan hệ sau lưng tôi, vậy là họ sai. Chị Ngân à, mọi chuyện không hề như chị nghĩ đâu. Sau khi biết anh Trường đã cưới vợ, chị Hồng đã bỏ đi nơi khác rồi mà. Và anh Trường cũng mới gặp chị ấy và bé hơn 2-3 năm nay thôi. Ảnh lui tới là vì trách nhiệm làm cha, chứ ảnh và chị Hồng không còn gì nữa đâu. Tôi không cần biết ai đến trước, ai đến sau. Anh ấy đã cưới tôi thì tôi là người phụ nữ duy nhất trong cuộc đời của ảnh. Chị à, nhưng anh Hai á, anh đâu có liên hệ tình cảm gì với chị Hồng nữa đâu. Anh chỉ muốn á, ừ thì là muốn có trách nhiệm với bé Hân thôi mà. Nếu như tôi đã là người vợ duy nhất của anh thì anh cũng chỉ có một đứa con duy nhất và phải có trách nhiệm với nó. Đó là con Lam. Chị à, sao chị nói như vậy được chứ? Tôi nói vậy đó. Anh Hai của cô muốn tôi và con gái của tôi tiếp tục ở lại căn nhà này thì phải chấm dứt gặp gỡ với người đàn bà đó và cắt đứt mọi liên hệ với mẹ con bà ta. Mẹ. Con à. Lam,
con dọn hành lý đi. Giờ nay mẹ con mình dọn về nhà ngoài sống. Từ nay mẹ con mình không sống trong căn nhà này nữa. Chị à, đừng làm. Mẹ, mình không đi được không mẹ? Đúng rồi đó chị. Bây giờ con có đi hay không? Hay là con muốn mẹ bỏ con ở đây? Dạ, mình đi chung với ba, được không mẹ? Đừng nhắc ba con nữa. Ba con đã có đứa con gái khác rồi. Ba con không cần con đâu. Không, không phải như vậy đâu. Ba rất là thương con. Chắc chắn là ba không bỏ con đi đâu. Đúng vậy. Ba. Ba lúc nào cũng rất thương con. Ừ. Và sẽ không bao giờ bỏ con đâu. Dạ. Để ba nói chuyện với mẹ con. Dạ. Tôi không có chuyện gì để nói với ông hết á. Lam, con qua đây. Con muốn ở nhà với ba à. Con muốn ở lại đây với ba đúng không? Vậy thì mẹ sẽ bỏ mặt con luôn. Em đừng vì chuyện quá khứ mà phá nát gia đình hiện tại của mình. Người mà anh lui tới chăm sóc 2-3 năm nay, vậy mà gọi là quá khứ hả? Có phải nếu như bây giờ anh không lui tới bên đó thì em sẽ không bỏ đi đúng không? Anh, thôi đi, anh đừng ở đó mà tìm cách quản binh nữa. Anh không quản binh, anh quý trọng gia đình mình và anh đang tìm cách níu giữ nó. Nhưng mà chỉ một mình anh thì anh không thể làm được. Mẹ, hay là mình đừng có đi đâu nha mẹ. Phải đó chị Hai à, đừng để gia đình của mình phải tan đàn xẻ nghé chị Hai à. Chị à, cứ coi như dì cháu Lam đi, nghe chị Ngân. Giờ anh đã biết chuyện này rồi phải không? Tốt nhất là sau ngày hôm nay anh đừng có lui tới với má con tôi nữa. Tôi không muốn làm con Hân nó tổn thương đâu. Dì con, anh muốn một đề nghị. Anh nói đi. Sắp tới anh phong anh cho con anh đi Mỹ học. Anh muốn là con mình cũng qua bển học. Nhưng mà con nó còn nhỏ quá, tôi không thể yên tâm để nó đi xa như vậy. Anh cũng sẽ lo cho em qua đó để chăm sóc cho nó học hành. Anh cũng biết vì sao tôi bỏ đi lâu như vậy rồi vẫn quay trở về mà. Để chăm sóc cho nó học hành. Nhưng mà tôi không thể đi đâu được trong lúc này. Anh Hai, em cứ tưởng là lần này anh Hai sẽ nhức đầu. Ai ngờ chỉ trong một ngày thôi mà êm xuôi hết mọi chuyện. Ừ, anh Hai đúng là số một. Khô, thiệt tình, phụ nữ gì mà ăn nói bạo quá vậy. Thôi, xuống phụ chị Hai nấu bếp đi. Dạ thôi, anh cho tôi can đi. Lâu lâu tôi mới được về đây nghỉ. Tôi muốn ăn những món ngon do chính tay nhỏ em tôi nó nấu. Chứ tôi không có muốn ăn mấy cái thức ăn mà nấu cho cá đâu. Tội nghiệp chưa, ngồi canh nãy giờ cuối cùng cũng có cơ hội để nói móc tôi rồi. Ai móc méo gì, sự thật sao nói vậy thôi. Thôi anh à, mình phải có phong độ đàn ông một chút chứ. Người ta đòi bình đẳng với nam giới, mấy cái chuyện phong độ ga lăng á người ta không có cần đâu. Anh Hai, đến giờ thì em mới hiểu. Hiểu cái gì? Hiểu tại sao mà người ta đã đến từng tuổi này rồi mà không ai thèm ngó. Hay nói chính xác hơn là ế đó anh. Rồi sẽ có một ngày em sẽ đem cái nhân vật đặc biệt này nè vào trong kịch bản của em đó. Dương Ba nè, chắc có ngày á tôi cũng sẽ đưa cái nhân vật đặc biệt vừa phát triển này nè
đến khoa tim của tôi để cho các bác sĩ hội chẩn coi tim của người ta coi có vấn đề gì không. Gặp ai cũng yêu ông mà cuối cùng lắm mối tối nằm không ông. Thôi, tôi can hai người, thế mà cứ gặp mặt á là gây lộn à. Anh à, mình đi đón mấy đứa nhỏ đi, muộn rồi, chứ ngồi ở đây hả nhức đầu lắm anh. À, ý kiến hay đó, thôi đi hai người tiếp tục đi nha. Đi anh. Chị Thanh. Dạ. Có cần tôi phụ giúp gì không? Không cần đâu chị, xong hết rồi. Còn làm á, lúc nào cũng thích món mà bác Thanh nấu hết trơn á. Ở nhà mà tôi nấu món gì á, nó cũng chê này chê nọ hết à. Dạ không có đâu, tại vì có bạn bè đông vui cho nên nó ăn nhiều hơn vậy mà. Thôi, ở dưới bếp nóng lắm, chị ra ngoài nói chuyện với anh Trường và mọi người đi. Thôi, tôi ra ngoài nha. Dạ. Anh kéo tôi ra đây có chuyện gì muốn nói phải không? Mấy đứa nhỏ hôm nay nó tự về mà. Vậy anh đã nói chuyện với chị Hồng chưa? Sao vậy? Chiều qua tôi đã đến gặp, nhưng mà má của Hồng đã bị bệnh nặng, cô ấy không thể bỏ đi đâu. Thử hỏi, hoàn cảnh đang như vậy thì làm sao có thể ép mẹ con họ đi đâu trong lúc này đây? Vậy có lẽ là phải tìm cách quản binh sao cho chị Ngân hài lòng, nếu không thì sẽ lớn chuyện đó. Còn hơn một tuần nữa là nghỉ hè rồi, chắc là phải nhờ chị Thanh với mấy đứa nhỏ ở bên nhà giúp mẹ con bà ấy đi du lịch một phen. Có lẽ trước mắt cũng đành tính vậy thôi, chứ biết làm sao bây giờ. Vậy bây giờ mình tranh thủ qua công ty du lịch lấy thử xem một số tour để cho vợ tôi và chị Ngân tham khảo. Đi. Nếu như ông không giải quyết được thì tôi sẽ thay ông giải quyết. Tính tiền đi. Dạ. Dạ của chú 3.000. Dạ cảm ơn chú. Có chuyện trúng tay đó nha con. Dạ. Con. Con chào ba. Hân, có quà cho con nè. Không được gọi bác như vậy. Kệ nó, nó còn nít mà. Con gọi lại đi. Dạ, con cảm ơn bác. Cha, gia đình nhỏ thiệt là hạnh phúc quá ha. Có gì về nhà nói đi. Sao, chẳng phải đây cũng là nhà của anh sao? Tôi nói lại, có gì về nhà nói đi. Tôi không về. Tôi muốn nói chuyện tại đây. Tôi muốn giải quyết hết tất cả mọi chuyện. Nếu như anh không giải quyết được thì tôi đây sẽ giúp anh giải quyết vậy. Hân à, con vô nhà học bài đi. Dạ. Làm chuyện xấu xa không dám để con cái biết hả? Tôi thấy là tôi chưa bao giờ gây phiền phức cho gia đình anh, vì vậy tôi nghĩ anh sẽ biết cách giải quyết chuyện này. Muốn giải quyết hả? Cách giải quyết là con người trơ trẽ như cô hãy đem đứa con quan đó biến khỏi nơi này và tránh xa gia đình tôi ra, càng xa càng tốt. Thôi đủ rồi, đi về. Theo tôi về nha. Tôi không về. Hôm nay tôi phải làm rõ mọi chuyện ở đây. Tôi phải bắt cái kẻ trơ trẽ này cùng với đứa con quan kia tránh xa gia đình tôi ra. Tôi sẽ cho cô một số tiền lớn để cô sống sung sướng. Nếu tôi không đi thì sao? Cô đừng cố níu kéo nữa. Anh Trường sẽ không bao giờ chọn cô và đứa con quan của cô đâu. Có phải anh đã đến đây
và đề nghị đưa mẹ con cô đi ra nước ngoài đúng không? Anh làm như vậy là vì anh đã hứa với tôi đuổi má con cô đi ra khỏi đây. Bà, tôi nói có nghe không? Về nhà nói chuyện đi. Buông ra. Tôi nói là lần cuối cùng, giữa tôi và anh Trường đã không còn quan hệ gì nữa. Tôi cũng đã yêu cầu anh ấy từ nay chấm dứt qua lại rồi. Vì vậy cô hãy yên tâm mà về đi, và đừng bao giờ quay trở lại đây nữa. Tôi chỉ yên tâm và sẽ không bao giờ quay trở lại đây, trừ phi cô và đứa con quan kia bước ra khỏi đây. Tốt nhất là cô hãy rời khỏi đây trước khi tôi phải đuổi cô. Tôi nói cho cô biết, khi tôi còn để cho cô tự nguyện ra đi thì cô hãy ngoan ngoãn. Đừng để tôi phải ra tay thì mọi chuyện sẽ không nhẹ nhàng chút nào đâu. Tôi cho cô một tuần để thu xếp đó. Tôi sẽ tiếp tục ở lại đây và chờ coi cô sẽ làm gì được tôi. Còn bây giờ cô hãy ra khỏi đây đi. Cô sẽ phải hối hận vì đã thách thức tôi. Nè, thôi đủ rồi, về nhà chưa? Tôi không về. Sao, anh muốn tôi về hả? Vậy thì anh hãy nói với người đàn bà này sẽ không bao giờ đếm xỉa đến mẹ con cô ta nữa, thì tôi sẽ về liền. Ba ơi, ba đừng bỏ con đi nha ba. Con hứa là từ giờ về sau con không gọi ba là ba nữa đâu. Nhưng ba. Hân. Dạ. Qua đây con. Mày có nghe mẹ mày kêu không? Mày nghe không? Thôi mà, thôi đi. Nó chỉ là đứa con nít thôi mà. Con nít gì nó? Mày buông ra không? Hả? Hân, con có sao không con? Hân à, Hân, đâu có sao không con? Đừng đi, chạy lên. Bác sĩ à. Chào anh. Tình trạng của bé Hân sao rồi? Nếu từ đây đến tối mà có thể hạ sốt thì mọi chuyện sẽ không đáng ngại nữa. Vậy trong tình trạng xấu nhất sẽ ra sao bác sĩ? Tỷ lệ biến chứng nặng ở những ca như vậy vô cùng thấp. Gia đình đừng suy nghĩ tiêu cực nữa. Chúng tôi nhất định sẽ cố chữa trị cho cháu. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Chào anh. À, anh có mua sẵn thức ăn và trái cây cho con. Khi nào nó tỉnh lại có mà ăn. Anh cũng mua một phần cho em nè. Em ăn đi. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh vì tất cả những gì hôm nay anh đã làm. Nhưng đến đây là đủ rồi. Sau này chuyện của con sẽ do tôi tự lo. Tại sao em lại nói vậy? Tôi thật sự hối hận vì đã cho anh cơ hội để nhận lại con. Em nói cái gì vậy? Tôi nói là 15 năm trước anh đã vì người đàn bà đó mà ruồng rẫy mẹ con tôi. Vậy mà tôi vẫn mềm lòng cho anh cơ hội, để rồi bây giờ cho con đi du học rồi lo cho tôi đi theo. Thì ra không phải là thương mẹ con tôi, mà là muốn tìm cách dứt bỏ mẹ con tôi để chiều lòng người đàn bà đó. Không, mọi chuyện không phải vậy đâu. Tôi không muốn nghe thêm bất kỳ lời nào của anh nữa. Tốt nhất là anh hãy về đi. Đừng để cho con nó phải nhìn thấy hay là nghe thấy những gì có thể khiến nó phải tổn thương mãi mãi. Thôi được rồi, để giờ hôm bé Hân nó tỉnh lại chúng ta sẽ nói chuyện với nhau. Còn bây giờ anh sẽ ở lại cho đến khi nào con nó xuất viện. Nếu như em không thích sự có mặt của anh ở đây thì anh ra ngoài vậy. Chị đừng nói nữa. Trong vòng 30 phút mà anh ta không về nói chuyện rõ ràng, tôi sẽ không để yên như lần trước đâu. Chị bình tĩnh lại có được không? Tôi đã bình tĩnh lắm rồi, cho nên mới ngồi đây chờ anh ta về để nói chuyện. Nếu mà anh ta không về, tôi sẽ đem con Lam đi theo. Chị à. Thôi đủ rồi, tôi không muốn nghe gì nữa đâu. Chào chị. Anh ta đâu rồi? Anh ta đã quyết định bỏ gia đình, bỏ mẹ con tôi để đi theo người đàn bà kia rồi, có đúng không? Chị Ngân à, chị có thể bình tĩnh để nghe tôi nói mấy câu có được không? Mọi người nói lời nào ra cũng chỉ để binh vực cho anh ta thôi. Chị cho rằng là tôi sai, tôi không muốn nghe gì nữa hết. Chị biết không, những hành động của chị
không chỉ là ghen tuông mù quáng mà còn là rất ích kỷ và không biết thương chồng. Anh sao lại nói vậy chứ? Anh Trường và chị Hồng bây giờ chỉ đơn giản là hai người bạn. Chị ghen tuông chỉ cho nó mệt. Chị bắt anh Trường không được nhận, bỏ mặc đứa con của mình. Chị có biết là anh Trường đau lòng như thế nào không? Chuyện này ấy, vốn rất dễ giải quyết, tại sao chị phải làm mọi chuyện náo loạn lên vậy? Chị Hai à, từ đầu đến cuối anh Hai luôn chọn chị, luôn vì chị mà anh Hai có lỗi với chị Hồng và bé Hân. Chị hiểu cho ảnh, đừng làm khó ảnh nữa chị. Phải đó chị Ngân à, mọi người làm nhiều chuyện như vậy, nói nhiều như vậy, cũng chỉ vì muốn giúp chị giữ gìn cái gia đình của chị mà thôi, chứ không binh vực gì anh Trường đâu. Dạ, thưa chị gọi tôi. Ai đã cứu chú khi chú nằm thoi thóp bị chém ở ngoài đường, chú còn nhớ không? Dạ, cả đời này không thể nào tôi quên được ơn của chị. Vậy thì chú hãy đền ơn tôi đi. Dạ. Chị muốn tôi phải làm gì ạ? À? Tôi muốn con đàn bà đó, nó phải hối hận vì đã dám thách thức tôi. Nè, con ăn đi. Nóng hả con? Bữa nay mẹ con bận nên tới trễ, để bác chăm sóc cho con nghe. Bác, bác ở đây suốt có đúng không? Lần nào tỉnh dậy con cũng nghe tiếng bác hết. Con nghe tiếng bác hả? Dạ. Vậy là bác ồn ào quá đúng không? Con sao vậy? Con có thể hỏi bác một chuyện được không? Con cứ hỏi đi. Bác có phải là ba của con không? Bác xin lỗi. Bác đây cũng rất muốn có một đứa con gái như con vậy. Nhưng rất tiếc, bác không phải là ba của con. Bác xin lỗi. Bác luôn muốn làm điều tốt nhất cho con, nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng có thể như ý mình. Hãy tha thứ cho ba vì những thiệt thòi mà con đang phải gánh chịu. Con à, tuy bác không phải là ba của con, nhưng lúc nào bác cũng yêu thương con, cũng như là con của bác vậy. Con hãy tin như vậy. Con gọi bác là ba một lần thôi. Bác, một lần này thôi. Bác. Alo. Alo, ông làm Trường phải không? Đúng rồi. Vợ bé của ông đang nằm trong tay chúng tôi. Chuẩn bị 500 cây vàng để chuộc bà về đi. Alo. 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 Gọi điện để kiểm tra phải không? Nếu thật sự mấy người đã bắt cóc cô ấy, hãy cho tôi nói chuyện với cô ấy đi. Chuẩn bị vàng đi. Rồi tôi. Alo. Alo.
Alo, anh Phong hả? Có chuyện không hay rồi. Tôi nhờ anh giúp tôi một chuyện. Đâu gọi lại? Tôi nghe đây. Tôi đã chuẩn bị vàng rồi. Tốt lắm. Một tiếng nữa đem túi vàng đến công viên thành phố. Sẽ có người đợi ông ở đó. Mà nhớ, nếu thấy bóng dáng công an thì ông chuẩn bị nhận xác vợ bé ông về đi. Ông nghe rõ chưa? Anh, tụi nó nói sao? Bọn chúng hẹn một tiếng đồng hồ nữa ra công viên thành phố gặp bọn chúng. Mà nè, anh ở đây canh chừng bọn nhỏ giùm tôi. Tôi ghé về công ty lấy vàng rồi ra đó. Anh ơi, không được đâu. Phải báo công an thôi. Bởi vì chúng ta làm sao mà biết được bọn chúng nhận vàng rồi sẽ giữ lời thả người hay không? Không được, bọn chúng đã hâm dọa. Nếu mà báo công an á, nó giết cô ấy. Tôi không muốn mạo hiểm đâu. Nhưng mà anh Phong à, tuyệt đối không báo công an nghe. Trời. Alo, cô Liên hả? Cô lập tức vào ngay bệnh viện coi chừng bé Hân cho tôi. Ê thằng già, vụ dỗ vợ tao hả? Cậu nói cho đàng hoàng nghe, tôi đâu có làm gì đâu. Con trâu rỗng mày, không có vụ dỗ. Vụ dỗ. Thằng cướp, thằng cướp bà con ơi. Có người. Thằng cướp, thằng cướp bà con ơi. Mày cả, mày dọn nó đi. Mày ra coi. Tên tôi. Lên anh. Cướp, cướp. Con lấy cái tôi rồi. Thằng cướp, cướp. Chạy đi. Anh Trường, anh sao rồi? Anh cướp kìa. Báo công an, báo công an đi. Anh đang bị sao không? Kể tên anh hả? Đất trời. Trời đất ơi, hai thằng bay bị điên hay sao mà đem con gái già này qua đây? Bà muốn làm gì bà làm. Để nó đi, tao xử cho. Sao rồi, Dương Ba? Anh Trường. Lặng yên trong bóng. Sao rồi các anh? Để quên đi lỗi lầm. Em ngày mai khi xuất viện, con sẽ không về nhà. Bà sẽ đến ở nhà một người bạn của bà. Không thể quên. Ồ, sao vậy bác? Trong em vẫn còn mẹ con. Bà cũng không cần mẹ nữa. Và sắp tới bà con cũng sẽ không cần con nữa đâu. Không phải như vậy đâu. Bà rất là thương con. Hai em đúng là số 1 đó nha. Ông khách này á, nổi tiếng là khó tính. Vậy mà mới trình bày một lần thôi đã được duyệt rồi. Có thưởng không? Dễ sợ không? Có chuyện gì vậy chị Lam? Chị Lam không sao hết. Nhưng có mấy thằng định phá quán. Xin mời ra cho. Tao sẽ còn gặp mày. Sáng nay á, ba vợ của ông Phước chạy vô phòng chủ tịch lá hẹt ổng xóm. Và màn bộn á, là ngày hôm qua Hương, chị Khánh và chị Hưng gài bày để làm nhục chồng bà. Nếu như chuyện con làm phẫu thuật làm cho cả nhà không vui thì con sẽ không làm phẫu thuật nữa đâu. Đừng nghĩ vậy mà con. Không phải là mọi người không vui mà là mọi người đang lo cho con.